Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Cường Tây Nguyên. Xin chào các bạn. Hôm nay mình tranh thủ chút thời gian review hai giống tiêu gửi đến các bạn. Và trước mắt các bạn đây là một mảnh vườn cà phê TR4 trồng sang hồ tiêu. Thì hôm nay mình thấy hai giống tiêu này thì mình muốn review cho các bạn xem. Thì hai giống tiêu này thì nó cũng khá là giống nhau luôn các bạn. Trước mắt các bạn đây là một cái giống tiêu này là gọi là giống tiêu sẽ mở nha các bạn. Thì riêng cái giống tiêu này trước kia là mình cũng trồng rất nhiều cái giống tiêu này rồi. Nói chung trái cũng khá là sai trái. Thì cái giống này, riêng cái giống tiêu này thì bà con nông dân chúng ta là trước kia là chắc có thể là rất nhiều người trồng, mà cũng rất là nhiều các bạn nào cũng có thể biết cái giống tiêu này. Và sẵn đây là mình quay tiếp một cái giống tiêu nữa, nó cũng gần giống cái tiêu sẽ mở này, nhưng mà theo mình tìm hiểu thì cái chủ nhà này nói đây là cái giống tiêu sẻ Phú Quốc nha các bạn. Đây trước mắt các bạn đây là cái giống tiêu sẻ Phú Quốc. Thì riêng ở nhà mình thì mình chưa bao giờ trồng giống này. Hôm nay mình thấy cái độ ra trái nó cũng khá là dữ dằn, mà nó cũng gần giống cái tiêu sẻ mở nha các bạn. Mình cho các bạn xem nhé. Đây là cái giống tiêu sẻ Phú Quốc. Thì riêng nhà mình đã từng làm bao nhiêu mấy chục năm cái cây tiêu rồi các bạn, mà riêng cái giống tiêu này bữa nay mình mới thấy này. Chưa bao giờ mình trồng cái giống tiêu này mà mình thấy nó cũng gần giống cái tiêu sẻ mở. Nói chung là 8-10 với cái tiêu sẻ mở nó giống, tương đối giống. Nhưng mà ngược lại có một cái là cái lá nó dày hơn và nó chắc hơn. Còn trái thì cái hình thức trái thì nó cũng giống cái tiêu sẻ mở, nhưng mà trái thì nhiều hơn các bạn. Cây tiêu mạnh hơn, lên mạnh hơn cây tiêu sẻ mở. Đây, cho các bạn xem. Và sẵn đây mình mời các bạn theo chân mình một tí để bà con nông dân chúng ta xem cho kỹ, liệu chúng ta có nên trồng cái giống tiêu sẻ Phú Quốc này hay không. Đây, trước ống kính này các bạn, đây là cái giống tiêu sẻ Phú Quốc, trồng năm nay là vừa chết 2 năm tuổi rồi các bạn. Trái rất là nhiều luôn đó. Đấy, khá nhiều. Thì sẵn đây mình đi, mình sẽ phân tích từ giống một cho các bạn xem nhé. Thì theo như nhà mình thì mình chưa bao giờ làm cái giống này, nhưng hôm nay mình thấy cái giống tiêu này mình cũng rất là thích luôn các bạn. Nó cũng giống tiêu sẻ mở, nhưng mà trái á, là xích hột hơn tiêu sẻ mở, và cái độ lên mạnh á, là mạnh hơn tiêu sẻ mở. Thấy rất là đạt các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem là để các bạn nhận biết là trên thị trường hiện bây giờ nó có những cái giống tiêu đạt năng suất như thế này đây. Thì mình cũng đã từng review rất nhiều giống tiêu đến các bạn rồi. Đó, mình cũng review như ví dụ cái giống tiêu siêu trái, giống tiêu hạt của cô Hải Lý Gia Nghĩa Đắk Nông thì mình cũng đã gửi đến các bạn rồi. Thì hôm nay mình thấy một cái giống tiêu này cũng khá là đạt các bạn, thì mình lại tiếp tục review cái giống này luôn cho các bạn xem nhé. Thì đây là một cái cây tiêu Vĩnh Linh, cũng trồng năm nay là giáp 2 năm tuổi. Thì mình làm đây để làm gì? Để các bạn so sánh trước khi chúng ta quay lại với cây hồ tiêu, là chúng ta phải chọn cho mình một cái giống là thứ nhất là mạnh, thứ hai là cho thu hoạch sớm đó. Thì các bạn nhìn, các bạn biết này, trồng một năm thì cái riêng cái cây tiêu Vĩnh Linh này là cũng giáp 2 năm tuổi thôi mà chỉ có được mấy trái thôi các bạn. Các bạn thấy nè, đây là cái bụi tiêu Vĩnh Linh nhé. Rồi mình sẽ quay đứng ra, mình sẽ quay lại cái bụi tiêu sẽ mở cho các bạn xem nhé. Đây, trồng một năm các bạn, cái cây tiêu sẽ mở này cũng vừa giáp là đúng 2 năm tuổi. Thì các bạn nhận xét này, giữa cái giống tiêu Vĩnh Linh mà cái giống tiêu sẻ Phú Quốc này, mình nói nhầm nha các bạn, không phải sẻ mở như bụi tiêu là bụi tiêu sẻ Phú Quốc. Thì các bạn thấy cái độ chênh lệch này. Thứ nhất cái cây tiêu này lên cũng khá là mạnh, cái thứ hai là cho thu hoạch rất là sớm. Thì giữa các bạn trồng vườn tiêu Vĩnh Linh 2 năm tuổi và cái vườn tiêu sẻ Phú Quốc này thì các bạn thu rất là nhiều, mình nói thật các bạn. Và trước mặt các bạn đây cũng một cái bụi tiêu sẻ Phú Quốc này, cây này thì xấu, lên chưa có được cao nhiều, như riêng cây này là cỡ lên mới được cỡ 2,5 m, mà các bạn thấy trái này cũng khá là nhiều trái luôn các bạn.
cái gì? Tái rất là nhiều so với cái tiêu sẻ mỡ là một, cái tiêu Vĩnh Linh là hai, là hai cái giống này không thể loại cái giống tiêu sẻ Phú Quốc này nhé các bạn. Đây là tiếp tục một bụi tiêu Vĩnh Linh nữa nhé, thì cũng trồng cùng một ngày một giờ các bạn. Bụi tiêu Vĩnh Linh này cũng vừa được 2 năm tuổi, thì mình sẽ quay so sánh để cho các bạn. Nếu chúng ta mà trồng lại, trồng mới là cao tiêu là các bạn phải chọn cho mình một cái giống là bội thu. Thứ nhất là lên mạnh, kháng bệnh tốt. Thứ hai là cho năng suất cao. Thứ ba là cho ra trái sớm. Thì riêng mình thấy cây Vĩnh Linh 2 năm tuổi thì mới được mấy trái này các bạn. So với cây tiêu xã Phú Quốc thì cây Vĩnh Linh cho thu hoạch rất là muộn luôn. Riêng cây Vĩnh Linh là phải năm thứ ba thứ tư bắt đầu mới cho thu hoạch mạnh. Mà riêng cây xã tiêu xã Phú Quốc thì mình nói thật các bạn là 2 năm tuổi là đã bội thu rồi các bạn thấy đó. Mình review tiếp một cây tiêu xã Phú Quốc này cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy cây tiêu xã Phú Quốc này mới 2 năm tuổi mà có lực trái như vậy đây. Nói chung mình đã từng làm bao nhiêu năm tiêu nhưng mình chưa bao giờ trồng được cái giống này, thì hôm nay mình thấy là cũng khá là lạ luôn các bạn. Trái rất là nhiều mà cũng rất là mạnh luôn, so với Vĩnh Linh là nó không thua Vĩnh Linh nhé các bạn. Độ mạnh rất là mạnh, độ trái cũng rất là khủng luôn. Đó. Các bạn nghĩ sao về cái giống tiêu này? Theo như mình thấy là cũng khá là thích luôn các bạn. Khá là thích luôn. Và đây là cái mảnh vườn tiêu sang canh giữa cà phê. Mà cái giống cà phê này thì mình cũng nói luôn các bạn là đây là cái giống cà phê TR4. Đây. Cây này là cũng khá là xấu nhưng mà trái cũng rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn thấy đó, lực trái rất là nhiều. Mặc dù không tốt nhưng mà trái cũng rất là nhiều. Cho nên chúng ta trước khi mà quay lại cái cây hồ tiêu á, cái đầu tiên, cái khâu đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải chọn cái giống nhé. Mình nói thật với các bạn là cái giống là cái quan trọng nhất. Mà trong vườn tiêu này á, là có 3 giống tiêu. Theo mình nhận xét là một giống là tiêu Vĩnh Linh, giống thứ hai nữa là tiêu sẻ mỡ, và đây là cái cây tiêu sẻ mỡ. Cây này không phải tiêu sẻ Phú Quốc. Thì cây tiêu sẻ mỡ mình đã trồng rất nhiều năm rồi. Riêng cây tiêu sẻ mỡ trái cũng rất là nhiều, nhưng mà răng cưa hơn cái tiêu sẻ Phú Quốc đó. Và độ lên mạnh thì không lại cái tiêu sẻ Phú Quốc nhé các bạn. Đây là cây tiêu sẻ mỡ này cũng chắc là 2 năm tuổi đây đó. Trái cũng rất là nhiều luôn mà cái độ lên mạnh là không lại. Hơn nữa là cái trái răng cưa nhiều hơn tiêu sẻ Phú Quốc theo nhận xét của mình. Mời các bạn theo chân mình tí nữa. Mình sẵn đây mình làm luôn. Mình thấy cái gì mình sẽ nói hết đến các bạn luôn. Những cái gì mà mình thấy làm được thì mình sẽ nói với các bạn, mà không được mình sẽ nói với các bạn hết. Và đây tiếp tục, đây là một bụi tiêu Vĩnh Linh. Các bạn nhìn là các bạn đã biết cây tiêu Vĩnh Linh rồi. Thì riêng cái giống tiêu này bà con nông dân chúng ta hình như 10 người đều biết cả 10 đó. Thì cây tiêu này cũng 2 năm tuổi nhưng các bạn thấy trái rất là ít trái luôn. Mình nói thật các bạn, mới ra sơ sơ thôi. Riêng cây tiêu Vĩnh Linh phải năm thứ ba thứ tư trở lên bắt đầu mới cho thu hoạch mạnh. Còn năm thứ hai là cái dạng là mới tập ra thôi các bạn, mới tập ra được mấy chuỗi thôi. Đây trước mắt các bạn nhìn xem đấy, mới bán chuỗi thôi. Rồi mình lại tiếp tục mời các bạn theo chân mình tham quan tiếp vài bụi tiêu xã Phú Quốc đi nhé, để các bạn tự đánh giá. Và trước khi quay lại cây tiêu là các bạn phải nên nhớ là muốn thành công là các bạn phải chọn cho mình, thứ nhất là một cái giống kháng bệnh tốt, cái thứ hai á cái giống phải cho thu hoạch sớm nữa, năng suất cao thu hoạch sớm. Đây là cái bụi tiêu xã Phú Quốc. Thì riêng cái tiêu xã Phú Quốc á thì nó ít răng cưa hơn cái tiêu xã mỡ đó, mà trái cũng rất là nhiều luôn, mà mạnh thì mạnh hơn cái tiêu xã mỡ đó, các bạn xem đó, trái rất là nhiều. Đây là một cái mảnh vườn tiêu sang canh với cà phê, và đây là cái giống cà phê TR4 các bạn. Đây đây là mấy bụi tiêu này họ dặm mới đôn hồi sáng rồi các bạn, mới vừa đôn luôn.
Mình nói thật các bạn là mình khá là thích cái giống tiêu này. Các bạn nghĩ sao về cái giống tiêu này? Đây là cái giống tiêu xẻ Phú Quốc nha các bạn. Thì riêng nhà mình thì mình chưa bao giờ trồng cái giống này luôn. Mình trồng cũng khá là nhiều giống rồi. Tiêu xẻ Ba Chia mình trồng rồi, xẻ Mỡ trồng rồi, tiêu Vĩnh Linh trồng rồi, tiêu Ấn Độ trồng rồi. Rồi tiêu Sri Lanka đọt tím mình cũng đã từng thử rồi. Sri Lanka đọt xanh mình cũng đã từng thử rồi. Nhưng mà giống này mình nói thật với các bạn là mình chưa thử lần nào. Chưa bao giờ trồng thì mình thấy cũng khá là lạ. Nên mình mới quay review cho các bạn xem để các bạn biết. Trước khi chúng ta muốn quay lại cây tiêu là các bạn phải chọn lựa cho mình một cái giống tốt nhất. Đây, cây tiêu xẻ Phú Quốc này. Mình quay chậm chậm cho các bạn xem nhé. Rồi là chắc là mình làm thêm một cây nữa thôi để cho các bạn xem là cái hình ảnh và cái độ ra trái cũng như cái sự phát triển của cây tiêu này nó như thế nào. Thì theo như mình nhận xét là trái khá là nhiều, ra trái cũng khá là sớm, mới 2 năm tuổi mà đã cho cái lực trái như thế này đây đó. Mà cái độ mạnh thì cũng không thua Vĩnh Linh, không bao giờ thua tiêu xẻ Mỡ luôn, nó sẽ mạnh hơn hai cái giống này. Và đây tiếp tục mình review tiếp cho các bạn xem một cây nữa là mình kết thúc video nhé. Đây các bạn thấy này, cái hình ảnh của cây tiêu xẻ Phú Quốc đó, mình cho các bạn xem lại. Cây tiêu này là được 2 năm tuổi, các bạn thấy cái lực trái khủng chưa. Đây là cái mô hình trồng sang canh giữa cà phê và hồ tiêu. Thì cái sẵn đây mình nói luôn là cái vườn cà phê này là cái giống cà phê TR4 các bạn. Mình đưa cho các bạn xem cây cà phê nhé. Cây cà phê này cũng khá là già, chắc cũng thu rất nhiều năm rồi đây. Bữa nay trái cũng còn trái cũng khá nhiều đây. Thì mình quay lại một cây hồ tiêu một xíu nữa là mình xin phép các bạn mình kết thúc video tại đây nhé. Mình sẽ cho các bạn lướt một vòng xem lại cái bụi tiêu xẻ Phú Quốc đó. Mình làm clip này á với cái tiêu chí là muốn gửi một cái thông điệp đến các bạn. Nếu bạn nào muốn quay lại cây hồ tiêu thì trước hết á là chúng ta phải chọn cho mình một cái giống kháng bệnh tốt, cho năng suất cao và nhanh cho thu hoạch nữa nhé các bạn. Cho năng suất cao mà 4-5 năm mới cho thu hoạch thì chúng ta cũng bị thất bại. Cho nên mình nói so với cái giống Vĩnh Linh là một này, giống tiêu xẻ Mỡ là hai, giống tiêu xẻ Phú Quốc này là ba. Trong mảnh vườn này có ba loại giống, nhưng mình chấm là cái tiêu xẻ Phú Quốc này là cái tiêu mình rất là ưng ý luôn. Không biết cái cô này có bán hay không thì mình cũng chưa biết. Mà nếu bạn nào mà thích trồng cái giống này thì các bạn cứ comment bên dưới, rồi có gì mình sẽ xin cái số điện thoại của cái cô chủ này. Đó, là các bạn nếu hỏi mua được thì các bạn mua nhé. Còn mình xin phép tạm dừng quay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau của mình nhé. Nếu bạn nào thấy clip mình hay hoặc yêu quý mình thì nhớ cho một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.